dân biểu Hoa Kỳ Alan Luento để trình nghị quyết tháng tiêu đen và treo lá cờ tự do. Cái thứ vị tên đến từ Hoa Thịnh Đốn, ngày 11 tháng 4 năm 2019, chân biểu liên bang Alan Luento đi hạt 47 tiểu bang California tuần này đã để trình một nghị quyết Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ ghi nhận 44 năm ngày Sài Gòn bị Cộng sản cưỡng chiếm và sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Mỗi năm thì vào ngày 30 tháng 4, thì cộng đồng người Mỹ gốc Việt khắp nơi trên Hoa Kỳ đều tổ chức các buổi tưởng niệm biến cố lịch sử đau thương này. Nghị quyết Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ à, được dân biểu Loantou đệ trình vinh danh quân lực Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng hòa đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong chiến tranh Việt Nam cùng hàng trăm ngàn người đã tử nạn khi bỏ nước ra đi vì lý tưởng tự do. Nghị quyết của chân biểu Alan Loantou được sự đồng bảo trợ từ các vị chân biểu Quốc hội Hoa Kỳ như DP Gilsoners, dân biểu Lou Korea, dân biểu Susan Davis, dân biểu Hank Johnson, dân biểu Ro Khanna, dân biểu Barbara Lee và dân biểu Harley Ruda. Ngoài ra, trong số tháng trong suốt tháng tư đen này, thì dân biểu Alan Luento sẽ treo lá cờ tự do và di sản người Việt, tức Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại văn phòng Quốc hội Hoa Kỳ, nơi ông làm việc, cũng như tại văn phòng địa hạt tại Garden Grove bên cạnh Quốc kỳ Hoa Kỳ và cờ tiểu bang california